Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo. Chúng tôi đang có mặt ở tại trung tâm của sự kiện Watch and Wonder 2023, nơi quy tụ 48 thương hiệu đồng hồ độc lập và truyền thống rất nổi tiếng, không thể không nhắc tới như là Patek Philippe hay Rolex. Mời quý vị theo dõi series video Watch and Wonder 2023 bởi Gia Bảo. Và ngay sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị toàn cảnh của sự kiện này. Xin chào quý vị khán giả, phía sau lưng tôi chính là gian trưng bày của Rolex, một trong số những thương hiệu rất được mong chờ tại sự kiện Watch and Wonder 2023 ngày hôm nay. Thương hiệu Rolex năm nay sẽ giới thiệu tới quý vị khán giả những chiếc đồng hồ nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Năm nay, tại sự kiện Watch and Wonder Geneva 2023, thì Rolex đã giới thiệu tới giới mộ điệu, người chơi, người mua, nhà sưu tầm những chiếc đồng hồ Rolex mới nhất. Mới mẻ nhất trong lần ra mắt này của Rolex là bộ sưu tập Perpetual với mẫu đồng hồ Rolex 1908 có kích thước 39mm. Nhiều người chơi sẽ dễ dàng nhận ra Perpetual kế thừa nhiều đặc điểm về mặt thẩm mỹ với Celini. Mẫu đồng hồ mới ra mắt với hai phiên bản, mặt số đen và trắng. Thay vì lịch tuần trăng như trên mẫu Celini cuối cùng Celini 50535 tại góc 6 giờ là một vòng tròn phụ đếm giây cùng dòng chữ Superlative Chronometer chạy theo đường vòng cung phía bên trên. Mặt số kết hợp các cọc chỉ giờ dạng gậy và số Ả Rập bằng vàng được đính nổi. Điều khán giả đam mê cơ khí trông chờ đó là Rolex sử dụng bộ máy 7140 hoàn toàn mới bên trong mẫu 1908. Bộ máy mới này có sử dụng dây tóc Silosi, bộ thoát Chronegy cùng bộ giảm sốc Paraflex đảm bảo khả năng hoạt động trong vòng 66 giờ. Điểm thú vị là người chơi, người đeo có thể tháo chiếc đồng hồ này ra và quan sát một phần bộ máy 7140 nhờ có đáy sapphire phía đằng sau. Kế tiếp đó chính là Rolex Daytona 2023 cũng có sự khác biệt. Ra đời vào năm 1963, Daytona đã trở thành một bộ sưu tập mang tính biểu tượng của thương hiệu Rolex. Cỗ máy 4130 và chiếc đồng hồ Rolex 116520 là những sản phẩm được ra mắt từ năm 2000 và sau hơn 20 năm, một bộ máy mới được nâng cấp của Rolex đã lộ diện. Cỗ máy mới nhất là 4131. Ở vẻ bề ngoài, Daytona có những điều chỉnh theo nguyên tắc tương tự với nhiều model gần đây. Vỏ và đường nét hướng đến sự tinh tế, thon thả hơn. Song, các đặc trưng làm nên một Daytona thể thao sang trọng vẫn như vậy. Đồng hồ vẫn có thể chống nước ở mức 100m, các núm vặn đều gắn sâu vào phía bên trong. Kích thước đồng hồ vẫn là 40mm, hay phần lớn các mẫu đều sở hữu vành bezel bằng gốm Cerachrome. Điểm mới lạ ở đây là chúng ta sẽ có một dải kim loại mỏng bao quanh vành bezel, tạo độ tương phản với phần đệm gốm. Một số chiếc Rolex Daytona mới cũng đã được thiết kế lại một chút. Có thể nhận ra rằng vòng đếm chứa các chỉ số mỏng hơn. Các phiên bản đồng hồ ra mắt đều có sự tương phản về màu sắc rất là rõ ràng. Ví dụ, mẫu Rolex Daytona 126506 bạch kim có mặt số màu xanh nhạt cổ điển, màu mặt xanh Tiffany rất là nổi tiếng. Vành bezel cùng màu nâu nhạt hạt rẻ với các vòng tròn của mặt số phụ. Ví dụ, vành bezel của mẫu đồng hồ 126506 có cùng màu hạt rẻ với những vòng tròn ở phía trong mặt số phụ, tương phản với màu mặt số xanh nhạt Tiffany rất là bắt mắt. Mẫu Daytona 126500LN bằng thép có mặt số trắng, xen giữa là các vòng tròn màu đen. Còn mẫu Rolex Daytona 126505 Everose Gold có mặt số đen, bao quanh mặt số phụ vàng hồng đã được hoàn thiện dạng sundust nổi bật. Ra mắt năm nay, Caliber 4131 chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho tất cả các mẫu Daytona. Dựa trên bộ máy 4130 vốn đã rất là tiên tiến, cấu thành nên Caliber 4131 là một bộ thoát có bằng sáng chế, dây tóc Parachrome màu xanh và duy trì tần số 4Hz và mức dự trữ năng lượng là 72 giờ. Đổi mới có thể nhìn được ngay đó là giờ đây, Daytona. Tất nhiên là chỉ phiên bản bạch kim 126506 mà thôi. Là một chiếc đồng hồ có đáy sapphire để lộ bộ máy mạnh mẽ ở phía bên trong. Rolex Daydate 2023, một sắc màu và luồng gió mới. Thương hiệu Rolex vừa công bố trên website 6 mẫu Daydate
với sự kết hợp chất liệu và mặt số màu sắc. Cụ thể, mặt số dạng ghép hình được làm dạng trắng men, xuất hiện đầy đủ trong bộ vỏ vàng vàng, vàng trắng và vàng Everose Gold. Những phiên bản mới này có những từ khóa hết sức trẻ trung như là Happy, Peace, Faith, Love hay là Hope. Đĩa báo lịch ngày của chiếc đồng hồ này đó là những biểu tượng rất là cute. Ba phiên bản Day-Date còn lại xuất hiện với mặt số lập từ đá quý như Carnelian, vàng vàng, ngọc lam, bạch kim và Aventurine xanh lục, là mặt số làm từ đá Carnelian trên phiên bản vàng vàng, ngọc lam trên phiên bản bạch kim và Aventurine xanh lục trên phiên bản vàng vàng hồng. Một sự đột phá của Rolex tại sự kiện này đó chính là phiên bản OP Bubbles Up, mang cả bảng màu lên mặt số như Daytona, Explorer hay sự biến mất của bộ sưu tập Celini trong danh mục của Rolex đều đã từng một lần xuất hiện trong những dự đoán gần đây. Thì OP phiên bản bóc bóng này là một sự bất ngờ vô cùng lớn của Rolex tại Watch and Wonder Geneva 2023. Lần này Rolex phát hành OP bong bóng trong bộ vỏ bọc thép không gỉ, có kích thước lần lượt là 31, 36 và 41mm. Bộ máy bên trong cũng hơi khác một chút, caliber 2232 trong mẫu 31mm và caliber 3230 trong hai mẫu lớn hơn. Rolex Sky Dweller 2023 thêm màu, cập nhật bộ máy mới. So với các bộ sưu tập khác, Sky Dweller là đứa em út được giới thiệu vào năm 2012 nhưng lại chứa đựng máy phức tạp nhất. Đồng hồ có chức năng báo múi giờ đôi, kèm chỉ báo lịch một cách đầy đủ, báo ngày, tháng hay gọi là lịch thường niên của Rolex. Trong năm 2023, Sky Dweller đã được nâng cấp với bộ máy mới Caliber 9002, có bộ thoát Chronogy, bộ giảm sóc Paraflex và rotor mới với ổ bi được tối ưu hóa, đảm bảo 72 giờ hoạt động ổn định, chính xác cao hơn và khả năng chống lại các cú sốc và từ trường tốt hơn. Tiếp đến, chúng ta sẽ có Rolex Yachtmaster 42 bằng Titanium. Cuối năm ngoái, thương hiệu Rolex đã phát hành Deep Sea Challenge trong vật liệu Titan RLX độc quyền. Nhưng với đường kính 50mm, phần lớn khách hàng đều hiểu rằng đây không thể là một mẫu đồng hồ thương mại dành cho tất cả. Bởi vậy, năm nay, mẫu đồng hồ Yachtmaster 42 bằng Titanium đã được lộ diện. Không khó để giải thích khi chiếc đồng hồ này được làm toàn bộ từ Titan như trên chiếc Deep Sea mạnh mẽ của năm ngoái. Ngôn ngữ thiết kế về một chiếc Yachtmaster 42 không thay đổi, trừ chất liệu đó là Titan. Rolex tiếp tục cung cấp thêm hai mẫu đồng hồ thể thao mới cho hội chợ triển lãm Watch and Wonder 2023. Đó chính là Rolex GMT Master 2, phiên bản vàng vàng, full vàng vàng và Demi Two Tones. Hai chiếc đồng hồ này thì có điểm đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng cái dây Jubilee thay vì dây Oyster như thông thường. Và cuối của video này, một bộ sưu tập đã bị khai tử, đó chính là bộ sưu tập Mingos. Thì tại sự kiện này, Mingos đã âm thầm lặng lẽ cùng với Celini biến mất khỏi trang chủ của Rolex. Và chúng ta hãy lấy làm tiếc nuối với những người không được sở hữu những chiếc đồng hồ Celini Moonface hay là Mingos có kim dây là hình tia sét màu da cam rất là bắt mắt này. Chúng tôi là Gia Bảo, xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.